Trấn Thành nhầm kiến thức, virus cũng sai. Trấn Thành nhận xét tí No Hat Ave Maria theo kiểu giọng pop và cần sự du ngân hơn. Virus không đồng tình, thậm chí cho rằng đàn anh đang hiểu lầm về thánh ca, opera. Sự bất đồng của Trấn Thành và virus về việc hát thánh ca, opera đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều khán giả đồng tình với virus, số khác lại cho rằng quan điểm của Trấn Thành mới đúng đắn. Trao đổi với Dinh, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định hát thánh ca hay opera đều yêu cầu người thể hiện nắm cơ sở và có kỹ thuật cao. Trấn Thành và virus bất đồng quan điểm. Tranh cãi bắt nguồn từ nhận xét của Trấn Thành về thí sinh Tí Nâu trong chương trình Ca sĩ Mặt nạ. Sau khi Tí Nâu hoàn thành tiết mục Ave Maria, Trấn Thành nhận xét kiểu bán cổ điển này không phải sở trường của Tí Nâu. Bạn ấy hát bài này theo kiểu pop thôi, giọng pha. Bạn ấy mà hát theo kiểu cổ điển sẽ nặng, ngân hơn. Nhưng bạn ấy quá giỏi, giọng rất đẹp. Sau đó, virus không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành. Anh cho rằng khi hát thánh ca, kỹ thuật không quan trọng bằng sự trong trẻo. Nhạc sĩ Thằng Điên khẳng định, tôi cảm nhận anh Thành đang hiểu nhầm về opera và thánh ca. Đây là điều dễ hiểu. Cách thể hiện thánh ca không giống anh Thành miêu tả, rằng phải ngân rõ, mạnh, rõm rạc. Thánh ca là ca khúc được thể hiện ở nơi giống thánh đường. Do đó, đây không phải ca khúc để ca sĩ trưng trổ, hát mạnh. Góc nhìn của tôi với những bài như Ave Maria là sự trong trẻo, nhẹ nhàng, bay bổng quan trọng hơn kỹ năng. Tôi không bênh Tí Nâu, tôi chỉ nói để mọi người không hiểu lầm kiến thức âm nhạc. Ý kiến của virus gây tranh cãi và bất đồng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ. Họ cho rằng Tí Nâu tạo cảm giác thanh thoát, êm đềm và yên bình. Do đó, việc hát du ngân và mạnh hơn như Trấn Thành nhận xét là không cần thiết. Xuất phát điểm của Trấn Thành không phải âm nhạc, trong khi virus được đào tạo bài bản nên tôi đồng tình với quan điểm của virus. Bài của Tí Nâu không lên cao chót vót như kiểu hát opera nhưng nó đẹp, rất du dương, giọng hát trong trẻo. Tiết mục như dẫn người nghe vào cõi thiên đường là ý kiến của những khán giả đồng tình với virus. Tuy nhiên, số khác lại có cùng quan điểm với Trấn Thành. Họ cho rằng việc virus nói hát thánh ca không cần kỹ thuật là không hợp lý. Bay bổng là đỉnh cao của kỹ năng, nhiều khán giả nhận định. Một fanpage chuyên phân tích giọng hát các ca sĩ nhận định, tham khảo từ bản Ave Maria do Luciano Pavarotti, Miruzia hay thạc sĩ Ngọc Mai hát, sẽ thấy opera hay thánh ca cũng yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc rất cao để hát tốt bài này. Từ người hát là nam hay nữ đều phải có làn hơi dài, kiểm soát nốt không tì vết, có khả năng dựng tiếng liên tục. Đối với giọng nữ, chủ yếu phải hát bằng head voice, giọng óc. Chính vì lẽ đó, Trấn Thành đúng khi nhận xét Tí Nâu đang dùng kiểu hát của pop để thể hiện Ave Maria và virus sai khi khẳng định Ave Maria không quan trọng phần thanh nhạc. Giọng hát trong trẻo có thể đến từ hai nguyên nhân, đầu tiên là trời phú. Nếu không được trời phú phải học hỏi để có kỹ thuật thượng thừa khiến giọng hát trở nên trong trẻo. Do đó, nói hát thánh ca không cần kỹ thuật không đúng lắm, Trấn Thành trong chương trình nói không sai. Tí Nâu hát bài này chưa tới và theo phong cách nhạc nhẹ. Người nghe đại trà có thể thích chứ ai nghe nhiều thánh ca sẽ nhận ra độ chênh lệch, khán giả bày tỏ. Thánh ca và opera đều cần kỹ thuật. Trao đổi với Dinh, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định hát thánh ca rất cần kỹ thuật. Bởi thánh ca là một trong những nền móng để phát triển của âm nhạc phương Tây. Thánh ca có sự trong sáng, bình yên, thiêng liêng. Những yếu tố này rất cần thiết để tạo cho người nghe niềm tin. Thánh ca cũng có nhiều loại giọng, chẳng hạn cao, trung, trầm, giọng nam, giọng nữ và những yêu cầu riêng khi thể hiện. Không bàn tới tranh cãi trên mạng xã hội của hai nghệ sĩ thì người hát thánh ca cũng đòi hỏi phải trau dồi kỹ thuật rất cao. Và khi có kỹ thuật rồi, họ phải hát làm sao cho thật tự nhiên, giọng như một đám mây bay, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng vẫn uy nghiêm. Đây là điều rất khó làm được, anh Nguyễn Quang Long nhận định. Theo nhà phê bình âm nhạc, thánh ca có những nghệ sĩ chuyên nghiệp, thậm chí chỉ chuyên hát trong thánh đường và có cả nghệ sĩ quần chúng. Nhưng kể cả nghệ sĩ quần chúng, một khi tham gia các ca đoàn cũng phải trải qua quá trình học tập. Họ phải đảm bảo nắm vững cơ sở và xử lý tốt kỹ thuật để tránh khiến các bản thánh ca trở nên hỗn loạn. Hát thánh ca yêu cầu sự đều tăm tắp, tâm phải lặng, nắm vững làn hơi, vị trí âm thanh. Trong khi đó, opera lại khác. Opera có thể coi là một trong những thể loại đỉnh cao của âm nhạc phương Tây, đặc biệt là nghệ thuật thanh nhạc và âm nhạc giao hưởng. Opera là các vở kịch được truyền tải chủ yếu bằng ngôn ngữ âm nhạc nên yếu tố tính kịch cao, có diễn tiến tâm lý nhân vật, cảm xúc khác nhau. Do đó, opera không chỉ đòi hỏi sự trong sáng mà còn rất nhiều tính cách khác. Nhà phê bình khẳng định, thánh ca không phải opera, nhưng tính chất và đặc điểm của nó cũng có khi xuất hiện trong opera.
Nó cũng có chung nền tảng cơ bản về thanh nhạc như kỹ thuật, âm thanh, hơi thở đòi hỏi người hát phải nắm được. Virus tiếp tục lên tiếng. Tới ngày 19 tháng 10, Virus lên tiếng về tranh luận. Anh khẳng định chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân và sẵn sàng lắng nghe mọi phản hồi. Virus buồn lòng khi có nhiều khán giả chửi bới, lăng mạ anh lẫn gia đình. Tôi băn khoăn không biết có nên reaction chương trình nữa hay không. Từ trước đến nay, mọi động thái hay lời nói của tôi đều bùng nổ tranh cãi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đó chỉ là quan điểm cá nhân. Quan điểm đó có thể đúng hoặc sai, hợp với người này, không hợp với người kia. Với video của Tí Nâu, tôi không phân bua kiến thức âm nhạc, ai đúng ai sai. Tôi chỉ phân tích dựa trên cảm nhận cá nhân, Virus khẳng định. Tôi sợ anh Thành hiểu sai và có thể chính tôi cũng hiểu lầm câu nói của anh ấy. Trong âm nhạc, không có thước đo quy chuẩn. Một bài hát có hay hay không, không có đáp án tuyệt đối. Nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người trong mỗi giai đoạn, tâm trạng khác nhau. Trở lại video của Tí Nâu, tôi không phân tích về kỹ thuật. Bởi nếu xét về kỹ thuật thì phải nói về giáo trình, quy trình. Một bài thành ca để biết hay hay không phải để những người chuyên nghe thành ca nhận định, Virus nói thêm.